Bây giờ cũng vẫn còn thuộc nửa thân người, không có cử động được. Và tôi biết được rằng bà Thu suy nghĩ như thế nào, và Liên, con của bà, cũng suy nghĩ ra sao. Lời chia sẻ của cô Ngọc cũng cho chúng ta thấy được là lời cầu nguyện không những Chúa lắng nghe và làm theo những điều mà chúng ta cầu xin đó, mà chúng ta sống đẹp lòng Chúa, mà còn an ủi tâm lòng của chúng ta, an ủi những người mà được chúng ta cầu thay cho. Và đề tài của bài giảng ngày hôm nay là Thầy Tế Lễ Nhà Vua. Và tôi muốn chia sẻ với lại quý vị rằng Thầy Tế Lễ Nhà Vua có trách nhiệm quan trọng nhất là cầu nguyện. Vì thế cho nên xin kính mời quý bà chị em cùng đứng lên cùng tôi và cầu nguyện với Chúa một lần nữa để nhớ đến bà Thu và em Liên và cầu thay cho. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã biệt riêng chúng con ra là dân thánh, là dân của Đức Chúa Trời, là Thầy Tế Lễ của nhà vua. Và trách nhiệm của chúng con là Thầy Tế Lễ nhà vua là phải cầu thay cho mọi người, cầu nguyện cho chính chúng con và cầu thay cho những người khác. Và giờ này đây chúng con biết rằng có những người thân của cô Ngọc, anh chị Trung vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Chúng con nhớ đến bà Thu mấy hôm trước đã bị ngã xuống, và hiện tại bây giờ tuy đã có tỉnh lại nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo, và một nửa thân người cũng đã bị không cử động được. Chúa ơi, chúng con biết được rằng trong tình trạng này tâm hồn của những người bị tai nạn rất là hoang mang, tâm hồn của những người con, những người thân với là những người bị nạn càng hoang mang hơn nữa. Và giờ này đây chúng con nhớ đến bà Thu, chúng con nhớ đến em Liêm, xin Chúa đến thăm viếng hai người này. Chúa thêm sức cho bà Thu cũng như an ủi em Liêm để cho em thấy được Chúa là đấng nắm giữ tương lai của mình, Chúa là đấng nắm giữ vận mạng của mình. Và luôn bà Thu cũng như em Liêm luôn luôn trông cậy nơi Chúa. Nhất là em Liêm, xin Chúa làm mềm lòng em để em sớm tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của cuộc đời em. Cũng giống như là tất cả những người con nhân khác ở trong thế gian này, giờ này đây chúng con cũng nhớ đến những người bị nạn và những người bị thân nhân của những người bị nạn. Chúng con cũng nhớ đến cô chủ của cô Ngọc cũng vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Chúng con nhớ đến cậu chú em của con cũng vẫn đang nằm trong bệnh viện và nhiều người khác. Lạy Chúa đến thăm viếng tất cả mọi người thân nhân của họ và an ủi tất cả chúng con trong cơ hội này. Chúa dùng chúng con là những người được Chúa biệt riêng ra làm Thầy Tế Lễ nhà vua để chăm sóc cho linh hồn, tâm hồn, đời sống tâm linh của những người chúng con biết tới, để chúng con dùng ơn mà Chúa đã cứu chúng con, đưa chúng con từ vào chỗ tội lỗi ra đến chỗ nơi sáng láng, để cho chúng con được đến gần với Chúa, cho chúng con mạnh mẽ, mạnh dạn lên tiếng để cầu thay cho tất cả những người mà chúng con biết tới đó. Chúng con tạ ơn Chúa ở vấn đề tất cả chúng con trong giờ này, và riêng với cá nhân con, để cho chúng con có thể thấy rõ được ý muốn của Chúa khi Chúa thiết lập chúng con làm Thầy Tế Lễ nhà vua, để Chúa muốn chúng con làm những điều gì trong đời sống của chúng con. Chúa soi sáng cho chúng con giờ này đây. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời tất cả quý ông bà anh chị em ngồi xuống. Tôi có cái câu hỏi này muốn hỏi tất cả quý ông bà anh chị em để mở đầu bài giảng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tất cả hầu như là hội thánh của chúng ta những người đều là đã lớn tuổi 50, 60, 70, 80. Mà tôi hỏi thế này thì không biết là quý vị có nhớ là không. Nhưng mà ngày xưa khi mà quý vị còn đi học thì ngồi trong lớp thế nào cũng có nghe nói về xóm nhà lá, phải không? Thế thì xóm nhà lá trong lớp nằm ở đâu? Và quý vị có thường xuyên ngồi trong xóm nhà lá hay là không? Với những ai thường ngồi trong xóm nhà lá, quý vị có biết, có nhớ vì sao hay là không? Vì
Nhiều năm đi học, ít khi tôi bị ngồi phía đằng sau. Có lẽ là tại vì tôi nhỏ con, thành ra luôn luôn đứng xếp hàng trước, cho nên vào lớp trước. Và tôi cũng hay đi sớm để có chỗ ngồi gần bàn của thầy giáo. Chỉ có một năm đầu tiên khi mà tôi mới qua Mỹ, thì tại vì chưa có rành Anh ngữ, cho nên cũng đi học và ông thầy ông nói tiếng Tây rất ngu, tôi biết ông nói gì, cho nên tôi ngồi tuốt đằng sau để ông nói gì ông nói, tôi cứ mở chất ra tôi tra tôi điểm. Và vì ngồi ở đằng sau, cho nên tôi thấy là ngồi trong xóm nhà lá rất là thành thơ. Muốn làm gì thì làm, ít ai để ý tới mình lắm. Trong các lớp học của Việt Nam, thường cũng hay có người trưởng lớp, phải không? Người trưởng lớp thì không bao giờ ngồi trong xóm nhà lá. Họ thường ngồi ban đầu, phải không? Đó là ngồi ngoài kia để mà dễ dàng đi lại, giúp đỡ thầy cô giữ gìn trật tự, định danh hoặc là làm tất cả mọi điều mà cô giáo muốn. Và thầy cô thì thường hay muốn trong lớp có trật tự, học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ. Và cho nên cô thì ít có thời giờ để mà chăm sóc, lo về những cái chuyện kỷ luật như vậy. Và vì thế cho nên thầy cô phải nhờ vào những người trưởng lớp. Và vì thế người trưởng lớp dường như là cái gạch nối giữa học trò chúng ta và các thầy cô ngồi trên bục cặp. Vai trò của những người trưởng lớp ngày xưa cũng có một vài điểm giống như là các thầy tế lễ thời cũ ước. Trong khi dân sự thì chỉ có ở bên ngoài của lều tạm, của đền tạm mà thôi. Còn Đức Chúa Trời thì cứ trị ở trong nơi chí thánh. Vì thế cho nên có thầy tế lễ đi ra đi vào để dâng lên cho Chúa những lời cầu nguyện của dân sự và truyền lại cho dân sự những vạn lệnh của Chúa muốn phán lại với cho họ những điều gì. Và tình trạng này kéo dài cho đến khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Chắc là quý ông bà chị em đọc về câu chuyện về giáng sinh thì cũng nhớ tới có một cặp vợ chồng, ông bà Sacheri và Elizabeth. Ông Sacheri là thầy tế lễ, và một hôm ông theo ban ngành của ông và ông được bốc thăm vào nơi chí thánh để cầu nguyện cho dân sự. Trong lúc đó thì dân sự đều phải đứng ở bên ngoài và cũng cầu nguyện, nhưng mà không có được đến gần với Chúa. Chỉ có ông Sacheri vào bên trong để mà cầu nguyện, không những cho ông mà cho cả dân sự. Và câu chuyện đó chép ở trong Luca đoạn thứ nhất về hai người này. Các câu 5 đến 10 nói về một câu chuyện nhỏ nhỏ về ông Sacheri này. Và tôi muốn một người mở cái thánh ra Luca đoạn nhất đọc từ câu 5 đến câu 10 cho tất cả chúng ta cùng nghe. Vì chúng ta thấy rõ được trong các câu này, chúng ta sẽ thấy rõ được sự ngăn cách giữa dân sự và Đức Chúa Trời là như thế nào. Tại vì sở dĩ của sự ngăn cách đó là tại vì người ta, loài người thì tội lỗi, trong khi đó Đức Chúa Trời thì thánh khiết, tội lỗi không thể nào đến gần Đức Thánh Khiết được. Vì thế cho nên rồi người ta phải đi qua một đấng trung bảo, một người trung bảo. Mà ngay cả người trung bảo là người trung gian giữa Chúa và người ta cũng không có cơ hội nhìn thấy mặt Chúa. Cho nên ở trong nơi chí thánh, khi mà thầy tế lễ vào để mà dâng hương và cầu nguyện với Đức Chúa Trời, luôn luôn được đốt trầm hương nghi ngút để không ai nhìn thấy Chúa hiện diện. Tại vì nếu mà họ nhìn thấy Chúa, chắc là họ sẽ bị diệt mất.
Ai mà được câu ca đoạn thứ nhất, xin mời đứng lên và đọc cho mọi người cùng nghe từ câu 5 đến câu 10. Trong thời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tên là về ban Abia, tên là Sanh-ca-ri, vợ người tên là Elizabeth, thuộc về chi phái A-rôn. Cả hai đều là công minh trước mặt trước trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không được hách được. Hai người không có con, vì Elizabeth sống sẽ và cả hai đều cao tuổi. Cả Sanh-ca-ri cứ theo thứ tự căn bệnh ba mình mà làm thiết tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã phát thăm theo lại các thầy cả lập ra rồi, thì vừa được gọi vào nơi thánh của Chúa để dân hương. Đương giờ dân hương đã đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sanh-ca-ri đứng bên hữu hoàng thờ sông hương. Sanh-ca-ri thấy thì bối rối sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sanh-ca-ri đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhập rồi. Elizabeth vợ người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giăng. Cảm ơn thầy Dĩnh. Quý vị thấy không? Tất cả dân chúng đi ở bên ngoài đền thờ, bên ngoài nơi chi thánh, trong khi thầy tế lễ Sanh-ca-ri được vào nơi chi thánh cầu nguyện, và chỉ có một mình thầy mà thôi. Nhưng mà không phải là làm thầy tế lễ là đương nhiên được vào nơi chi thánh để mà cầu nguyện với Chúa đâu. Chúng ta đọc, nghe đọc ở trong các câu kinh thánh đó thì mình thấy rằng là trong ba ngành đó và phải được bốc thăm, được chọn lựa ra, thì mình thấy rằng là trong dòng họ của những người Do Thái có tất cả 12 dòng họ, chỉ có một dòng họ được làm thầy tế lễ. Và trong dòng họ Lê-vi đó, những người dòng họ của những người làm thầy tế lễ đó chia ra làm 24 ban. Và như vậy mỗi một năm mới có một thầy tế lễ một lần được vào nơi chi thánh để mà cầu nguyện. Thế như vậy tức là 24 năm ban đó mới được cử người vào nơi chi thánh. Mà mỗi một ban như vậy có khi có cả ngàn thầy tế lễ. Thành ra có rất là nhiều thầy tế lễ thời cựu ước chưa bao giờ được bước chân vào nơi chi thánh để mà gặp mặt Đức Chúa Trời, để mà cầu nguyện với Ngài. Thành ra các câu kinh thánh đó cho chúng ta cũng một chi tiết hết sức là quan trọng ở đây. Đó là được gặp Chúa, được dâng hương cho Ngài, được cầu nguyện cho mình và cho người khác phải là một đặc ân lớn, là một chiếc phúc lạ lùng và một ân điển tuyệt vời, đúng không? 12 chi phái mới có một dòng họ, trong dòng họ đó có 12 ban, và trong ban đó có cả ngàn người thầy tế lễ, một năm mới có một người được bốc thăm để mà vào gặp mặt Chúa. Cho nên được gặp Chúa, được dâng hương cho Ngài, được cầu nguyện cho mình và cho người khác thì phải là một ân điển lạ lùng. Thầy tế lễ Sanh-ca-ri đã nhân cơ hội tuyệt vời này mà không những cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho dân sự, và cho đến khi thiên sứ báo tin là lời cầu nguyện của ông đã được nhập, ông hết sức là vui mừng và ngạc nhiên đến độ không có nói ra được lời nữa. Và ông phải bị cầm cho đến khi con ông sinh ra. Sở dĩ như vậy là tại vì hai vợ chồng đều đã trăm tuổi rồi. Mặc dù họ biết rằng là vợ chồng ông Abraham, Sarah cũng rất là trăm tuổi mới có con, nhưng mà Sanh-ca-ri cũng rất là khó tin, và chính vì thế ông ta không có được nói cho đến khi con ông sinh ra. Và sứ đồ Phêrô cũng viết cho chúng ta nhiều điều đáng ghi nhớ về thầy tế lễ. Và câu gốc của ngày hôm nay về thầy tế lễ nhà vua, để cho chúng ta ghi nhớ, và chúng ta sẽ tìm hiểu câu gốc này
để xem thầy tế lễ nhà vua là gì. Hai, được làm thầy tế lễ nhà vua và việc làm của họ bao gồm những việc gì? Ở trong câu thứ nhất, đoạn 2, câu 9, câu gốc của chúng ta, thì nói như thế này: những anh em là dòng giống được lựa chọn là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng Đức gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đây là một câu văn hết sức là trau chuốt. Mình đọc câu văn tiếng Việt đó, mình đã thấy câu văn nó viết hết sức là khéo léo rồi. Câu văn rất là dài nhưng mà gọn gàng. Trong tiếng nguyên ngữ, tiếng Hy Lạp, thì cái câu văn này càng là một câu văn chương hơn nữa. Một câu văn bóng bẩy, mạch lạc, cách dùng động từ ở trong đó hết sức là khéo léo để mà liên kết vấn đề này tới vấn đề khác, cho ra một câu văn hết sức là dài mà đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa, chứng tỏ rằng người viết câu đó phải là một người học thức uyên thâm, giống như là sứ đồ Paulo hay là ông bác sĩ Luca vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc kinh thánh kỹ lưỡng thì thấy rằng Peter là một người đánh cá ở ven bờ hồ Galilee ở vùng Bethsaida. Người đánh cá thời đó chắc không có được đi học giống như là những người Pharisee. Hơn thế nữa, người đánh cá này, Simon này, Peter này là người nói tiếng Ả Rập, Ả Rập Syri mà trong kinh thánh gọi là Aramaic. Mà tiếng nó thì giống giống như là tiếng Hebrew nhưng mà không phải là tiếng Hebrew, giống giống như tiếng Ả Rập nhưng mà không phải hoàn toàn, đó là tiếng Ả Rập. Và nếu mà chúng ta đọc kỹ lưỡng bốn sách Tin Lành, bốn sách Phúc Âm thì chúng ta biết thêm được rằng Peter là người phồi bò, có nghĩa là ông nghĩ sao ông nói vậy, ông thấy cái gì là ông mở miệng ra, ông nói cái điều ở trong đầu ông ngay lập tức, không có uốn lưới vài lần, không có đánh đồng. Chính vì thế có lúc ông được Chúa Giêsu khen ngợi, giống như là lúc mà ông xưng Chúa ra, nói rằng là Chúa là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống, thì được Đức Chúa Giêsu khen ngợi rằng là không phải là thân và huyết, thân và huyết mà bày tỏ điều đó ra cho ông, mà phải là Đức Chúa Trời bày tỏ điều đó ra cho ông. Rồi đến ngay cũng lúc đó, chỉ có một ít lâu sau, ông đã bị Chúa rủa xả là: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, xong nghĩ đến việc người ta. Thành ra đó là ông Phêrô, lúc thì được khen và lúc thì bị rủa xả ngay lập tức. Nghĩ sao nói vậy, không đánh đo, không suy nghĩ, làm sao ông đó có thể viết được một câu văn mạch lạc giống như là câu Phêrô nhất đoạn 2 câu 9. Chắc là Peter không tự mình viết ra mà dùng người thư ký để viết ra thư tín cho mình mới có thể viết được câu văn hay như vậy. Sự thật là nếu mà quý vị đọc đến đoạn thứ 5 ở cuối thư thì thấy trong câu số 12 Peter nói rằng: tôi cậy xin văn là kẻ tôi coi như người anh em trung tín, viết mấy chữ này đọc khuyên anh em. Và khi mà tôi đọc tới câu kinh thánh đó, tôi nhớ tới bọn mẹ tôi. Mẹ tôi suốt cuộc đời chưa có được ngồi ở trong lớp, thành ra bà không thể nào biết được sống nhà lá, sống nhà gạch là gì cả. Và không có về sau này khi mà đi buôn bán thì chính phủ lúc đó bắt người ta phải biết đọc quốc ngữ mới cho đi qua các chất kiểm soát. Và vì thế mẹ tôi cũng cố gắng đọc và viết, và bà viết chữ thì giống như là cả mới. Và mỗi một khi bà muốn viết thư cho ai, lúc tôi còn ở nhà
thì thường hay kêu tôi viết dùng thư cho bà. Cho nên khi mà tôi đọc tới ông Ferrer nhờ ông Sinven viết dùng là tôi hiểu ngay lập tức ông Ferrer, sứ đồ Ferrer có lẽ rằng là cũng đại khái không biết sống nhà lá ở đâu. Câu số 9 bắt đầu bằng 4 chữ nhưng anh em là hai chữ anh em ở trong bản dịch mà chúng ta đọc đó thì bản dịch Văn Khôi đó thì có vẻ giống như là nói về những người đàn ông phải không, người nam. Trong bản nguyên ngữ tiếng Hy Lạp thì những chữ đi theo sau bổ túc cho cái chữ mà dịch là anh em đó thì không có giống được, không có giống cái là trung tính. Vì thế cho nên người ta nghĩ rằng cái chữ anh em đó có thể dịch một cách đúng nghĩa là anh chị em. Và nếu mà quý vị đọc các bản dịch Việt Nam khác giống như là bản dịch mới mà người ta đều hay gọi là bản dịch Trần Đào hay là bản dịch phổ thông mà người ta cũng có một cái tên khác là bản dịch Niềm Hy Vọng thì dịch là anh chị em, tức là nói tới cả nam phụ tất cả. Và khi viết những thư tín ở trong Tân Ước thì các sứ đồ thường hay gọi những người mà ở trong hội thánh là các anh chị em, nghĩa là họ không coi họ là thầy, là giám mục, là những cái người tối cao, mà họ coi tất cả mọi người giống như là ngang hàng với nhau, giống như là anh chị em với nhau. Và ngay Chúa Giêsu cũng không coi các môn đồ của Ngài giống như là người làm công cho Chúa hay là người thuộc hạ của Chúa. Ở trong đoạn thứ 15, câu 14, câu 15 ghi lại lời Chúa Giêsu như thế này: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta, ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Thành ra chính ngay Chúa Giêsu cũng có không coi chúng ta là người đầy tớ của Ngài, mà Chúa coi chúng ta giống như là bạn hữu của Chúa. Và Chúa nói là không có một tình yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sứ sống mình. Chúa đã phó sứ sống Ngài cho chúng ta để chúng ta được sống. Chúa coi chúng ta như là một người bạn và Chúa coi chúng ta giống như là ngang hàng ở trong vòng với Chúa. Và chính vì thế cho nên những người Báp Tít không có thứ bậc cao thấp ở trong môn thánh, nhưng mà tất cả mọi người đều coi nhau như bằng hữu, như là anh chị em. Tất cả mọi hội thánh lớn hay nhỏ đều ngang hàng với nhau. Tất cả mọi người làm việc ở trong hội thánh hay là trong tất cả các cơ quan khác của Báp Tít cũng đều coi nhau như là anh em. Và lắm khi tôi gọi những ông thầy của tôi là brother này, brother kia, cho tôi không có phải sir hay là ma'am hay là gì cả. Mặc dù là tôi quý trọng họ, tại vì họ là người dạy dỗ cho tôi, nhưng mà họ là những người anh chị em của tôi. Và người Báp-tít tin như thế, người Báp-tít dựa vào những điều chép ở trong Kinh Thánh mà tin như vậy. Tất cả mọi người trong hội thánh họ có những trách nhiệm khác nhau, và những trách nhiệm này phải nói cho những người khác những cái công việc làm của họ, và họ phải vâng lời lẫn nhau. Thì dù như là tôi là người mục sư trong hội thánh mà tôi đứng lỡ sớ ở trong cái sân nhà, và có một người khác có cái trách nhiệm đi lau sân nhà, mà họ nói rằng là ông mục sư mời ông bước sang bên kia cho tôi lau cái chỗ này đi, là tôi phải nghe lời người đó tôi bước ra. Chưa khác ngay lập tức kia tôi không có thể nói rằng là tôi là mục sư cho tôi đứng ở đây mà tôi muốn đứng là tôi đứng, phải không? Tất cả chúng ta vâng lời lẫn nhau vì nhiệm vụ của người điều hành tất cả mọi cái công chuyện như vậy. Nếu như thế thì anh chị em mà Phêrô nói đến trong thư tín thứ nhất này là những ai?
nhấn mà ngược lại tới đoạn thứ nhất, câu số 1, giải thích rõ cho chúng ta anh chị em đó là những người nào. Câu số 1 đọc rằng: Phi-a-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gọi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ bóng Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni là những người được chọn. Chứ anh chị em mà sứ đồ Phi-a-rơ nói tới ở đây là tất cả những người con dân Chúa, những người đã được chọn đang sống rải rác ở vùng Tiểu Á, Tây Á, Trung Đông. Những người được chọn là những tín đồ của Đức Chúa, tín đồ của Chúa Giê-xu. Sở dĩ họ phải kiều ngụ tại những nơi mà được kể ra như vậy đó là tại vì vào thời đó vua Nero, hoàng đế La Mã, bắt bớ những người tin Chúa. Ông nghi ngờ là người tin Chúa đốt thành phố Roma, vì thế cho nên ông bắt bớ những người tin Chúa, làm cho họ phải chạy tản mạc đi ra vùng Tiểu Á, Tây Á để mà sống. Sứ bông Galati, Cappadoc, Asia và Bithyni gồm những vùng đất thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Mà nếu mà quý vị nhìn mà trong cái tấm bản đồ tôi chiếu lên trên đó đó, cái vùng mà trong cái hình của trán màu hơi xanh xanh đó, đó là cái vùng mà cái đánh đang nói tới. Đó là cái vùng thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bên Á Châu. Ở đây Kinh Thánh nói rằng tất cả những cơ đốc nhân là những người được chọn. Những người được chọn là những người được Chúa chọn và thánh hóa để họ thuộc về Chúa và thuộc về Ngài. Nhiều người hãnh diện cho rằng họ là người hiểu biết, họ là người khôn ngoan, hoặc là may mắn họ chọn đúng được tôn giáo để cho tâm linh của họ được an nghỉ. Ngày xưa thì cũng có lúc tôi suy luận rằng giữa đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin Lành, tôi đã sáng suốt và chọn đúng tôn giáo cho tôi. Nhưng thật ra thì Kinh Thánh cho biết rằng cơ đốc nhân là những người được Chúa chọn. Ở trong Giăng đoạn thứ 15 câu 16 phần A thì Chúa Giê-xu nói với các môn đồ của Ngài rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Chúa chọn chúng ta chứ chúng ta không có chọn Chúa. Và sứ đồ Phao-lô thì viết một cách cặn kẽ hơn về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời như thế này. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 nói rằng: trước khi sáng thế, trước khi sáng thế tức là trước khi chúng ta sinh ra, trước khi loài người được tạo dựng ra, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đang làm nên thánh không chối chết được trước mặt Đức Chúa Trời. Thành ra với sự khôn ngoan hiểu biết của Đức Chúa Trời, trước khi Ngài tạo dựng ra vạn vật, Chúa đã chọn trước những người nào là những người được cứu rỗi. Có nhiều người ngờ vực điều này. Tức là họ biết rằng họ cả đời lắm khi phạm tội, không làm được một công đức nào lớn lao để mà chuộc lại tội lỗi cho họ, thì làm sao họ có thể nên thánh được. Nhiều người không dám tự nhận mình là thánh, mặc dù họ ở trong hội thánh, hội của những người nên thánh. Họ không dám nhận họ là thánh, tại vì họ nghĩ là họ từng phạm tội, phạm rất là nhiều tội. Nhưng mà Kinh Thánh đã giải thích rằng họ nên thánh tại vì họ đã tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa. Và Chúa Giê-xu đã nhận hết tất cả mọi hình phạt do tội lỗi của họ gây ra. Phạm tội thì phải bị phạt. Và mỗi một khi người phạm tội đó muốn bị nhận hình phạt thì Đức Chúa Giê-xu gánh lấy hình phạt đó. Cho nên người nào tin Chúa không còn bị phạm tội nữa, không còn bị
hình phạt của tội lỗi nữa. Họ được Chúa tha thứ, được kể là vô tội. Dù tội lỗi của họ đỏ như hồng điều, cũng được Chúa tẩy sạch trắng như lời tuyết. Thành ra, nếu mà được kể là dân thánh, thì đó là dân thuộc về Đức Chúa Trời. Nãy giờ quý vị nghe rõ và nhớ hết những điều tôi nói không? Tôi có một vài câu hỏi để thử xem quý vị biết đến đâu nha, nhớ như thế nào nha. Quý vị có tin rằng những người tin Chúa thật lòng thì được là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời hay là không? Cool. Nếu mà những người đó là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời thì có được ở trong thiên đàng đời đời với Chúa hay là không? Có hả? Chắc chắn không? Vậy thì quý ông bà anh em có tin Chúa thật lòng không? Phải không? Tin Chúa thật lòng để mà được ở với Chúa đời đời ở trong thiên đàng. Những ai trả lời có? Quý vị có chắc chắn là tội lỗi của quý vị đã được tha thứ rồi không? Chắc hả? Có chắc chắn là mình được kể là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, được đưa vào hội thánh Chúa, thế là không? Amen. Tôi rất là vui mừng nghe thấy mọi người đều trả lời là có, là đúng. Những ai không chắc là có, là đúng trong những câu tôi vừa hỏi, là những người không biết chắc chắn rằng họ có thật lòng tin Chúa hay là không. Tại vì nếu mà họ thật lòng tin Chúa thì họ phải tin rằng Chúa đã tha thứ tội lỗi cho họ. Mà nếu mà họ còn lo ngại, còn lo sợ mà lúc nào đó đức tin của họ sẽ bị mất đi, là tại vì họ không thật lòng, chưa thật lòng tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Vòn vẹn như vậy thôi. Nếu quý vị thật lòng tin Chúa, quý vị tin chắc rằng đức tin của quý vị sẽ được Chúa bảo vệ, gìn giữ cho đến đời đời. Thêm vào đó, đó là điều người Báp-tít họ tin nhận. Và thêm vào đó, người Báp-tít còn hoàn toàn tin rằng họ là những thầy tế lễ nhà vua. Cái này hơi khó nhỉ? Theo như là Chúa viết ở trong câu kinh thánh lúc nãy chúng ta đọc đó, rồi nhất là 2 câu 9 đó. Phải không? Khi mà tôi nói về, lúc đầu tôi nói về ông thầy tế lễ Sacheri, thì tôi có nêu ra trách nhiệm của thầy tế lễ là người phải cầu nguyện, là người trung bảo giữa Đức Chúa Trời và mọi người. Nghĩa là thầy tế lễ là người trung gian giữa Chúa và người ta. Giống như là trong Galati đoạn 19 câu 20 nói đến người trung bảo là người truyền ra những luật pháp của Chúa để phân biệt với lại Đấng Christ là Đấng trung bảo. Nhưng mà Galati nói rằng là người trung bảo, tức là nói về người ta, những người làm trung gian giữa Chúa và người. Nhưng mà nói đến Đấng trung bảo thì Kinh Thánh nói rằng đó là Chúa Giêsu. Chỉ có một Đấng trung bảo mà thôi. Ở trong Tít đoạn 2 câu 5, sứ đồ Phaolô viết như thế này: vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, là người Đấng trung bảo, một người trung bảo có rất là nhiều. Và chúng ta Kinh Thánh nói là những thầy tế lễ nhà vua là những người trung bảo, và điều đó cũng được xác nhận ở trong thư Hebrew. Thưa Hebrew còn nói thêm rằng Chúa Giêsu là Đấng trung bảo và là thầy tế lễ thượng phẩm, đứng đầu tất cả các thầy tế lễ khác. Phải không? Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm, tất cả chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua. Vậy thì thầy tế lễ nhà vua là gì? Chúng ta có thể hiểu chữ nhà vua theo hai khía cạnh. Đây là thầy tế lễ của nhà vua, tức là của Chúa Giêsu, vua trên ngôn vua, Chúa trên ngôn Chúa, và Chúa
sẽ cai trị thế gian khi mà Chúa trở lại, và Ngài sẽ cai trị thế gian 1000 năm. Những người nào tin Chúa cũng sẽ được cai trị với Ngài trong 1000 năm đó. Những người cai trị đó là những người môn đồ của Chúa, là những thánh đồ sẽ cùng trị vì với Chúa ở trên đất. Điều đó chép ở trong Khải Huyền đoạn 5, câu 9 đến câu 10 như thế này: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Như vậy, thầy tế lễ nhà vua là những người thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về Chúa Giê-xu, và cũng có ý là họ thuộc về hoàng gia, họ thuộc về hoàng tộc. Họ sẽ cùng Chúa Giê-xu cai trị trên thế gian 1000 năm bình yên. Nhưng mà là gì đi nữa, trách nhiệm chính của các thầy tế lễ vẫn là làm trung gian cho Chúa với những người không thể đến gần với Chúa được. Phần trước chúng ta đã học hỏi với nhau rằng mục đích chính của Kinh Thánh là để bày tỏ cho mọi người biết được con đường cứu rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm rằng mục đích của Chúa cho những người làm thầy tế lễ là để rao giảng ân điển của Chúa cho những người chưa tin. Phêrô viết tiếp như thế này trong phần thứ hai của câu gốc chúng ta, trong đoạn 2 câu 9 đó: Hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Nghĩa là Kinh Thánh nói rằng Chúa lập chúng ta làm thầy tế lễ nhà vua là để chúng ta rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng của Chúa. Và khi một người tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa, họ được tha thứ mọi tội lỗi, được kể là công bằng trước mặt Đức Chúa Trời, cho nên họ được đến gần Chúa. À, nãy mình nói rằng là những người tội lỗi gặp Chúa sẽ phải bị chết. Khi mà chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi thì chúng ta không còn là người tội lỗi nữa. Chúng ta có thể đến gần với Chúa, chúng ta có thể gặp Ngài được, chúng ta có thể trò chuyện với Chúa được, và chúng ta có thể cầu nguyện với Ngài. Những người đó là những người được Đức Thánh Linh giải thích để hiểu biết Chúa một cách rõ ràng, một cách đúng đắn. Và chính cá nhân họ đã nhận được ân điển của Chúa là ân điển tha thứ tội lỗi, đưa họ từ chỗ chết đến chỗ sống. Đây là sự nhân đức rời rạc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa của chúng ta. Và khi nhận được ân điển rời rạc đó, thì trách nhiệm của tất cả mọi cơ đốc nhân là phải làm thầy tế lễ nhà vua. Làm thầy tế lễ cho Chúa Giê-xu, phải không? Trách nhiệm của tất cả mọi cơ đốc nhân là phải đi rao giảng cho tất cả mọi người khác về sự nhân đức của Đức Chúa Trời, để nhiều người tiếp nhận sự nhân đức đó và ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng của Chúa. Nói cách khác, trách nhiệm của các môn đồ Chúa Giê-xu là phải truyền bá mục đích của Kinh Thánh để người ta biết được con đường cứu rỗi. Cho nên nếu mà so sánh việc làm của thầy tế lễ nhà vua như tôi vừa trình bày với lại các việc làm của những thầy tế lễ thời công ước như là ông Sacheri chẳng hạn, thì trách nhiệm, hai trách nhiệm đó có một ít điểm tương đồng và có nhiều điểm khác biệt. Điểm tương đồng là hai ông thầy tế lễ đó đều làm gạch nối giữa Chúa với người. Tức là những thầy tế lễ có thể đến gần với Chúa, dâng lời cầu nguyện và cho họ và cho người khác. Nhưng mà những thầy tế lễ thời cứu ước thì
còn phải cử hành những nghi lễ, phải điều hành nhiều công việc ở trong đền thờ, chứ không phải là chỉ có cầu nguyện không mà thôi, mà còn phải làm nhiều việc khác. Và đây cũng là một cơ hội tốt để tôi hỏi quý vị mời thêm một vài câu hỏi nữa nha. Khi mà trả lời các câu hỏi này, quý vị sẽ thấy rõ vấn đề hơn và sẽ thấy rõ rằng tôi muốn chia sẻ điều gì với quý vị hơn. Quý vị có đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình hay chưa? Có ai nói chưa không? Nếu mà chưa, tôi mời tin Chúa ngay lập tức, cầu nguyện tin Chúa ngay giờ này. Tại Chúa là không có ai, tất cả chúng ta đều xưng nhận rằng mình đã tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Tức là quý vị đã được Chúa gọi từ nơi tối tăm ra đến nơi sáng láng của Chúa, phải không? Ta ơn Đức Chúa Trời vì điều đó. Như vậy tức là quý vị đã là dân Chúa, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, đúng không? Ai cũng gật đầu như vậy. Tức là quý vị là dòng giống được lựa chọn, đúng không? Như vậy tức là quý vị là thầy tế lễ nhà vua, phải không? Có ai ngần ngại trước khi trả lời câu hỏi này không? Không dám nói là tế lễ nhà vua mà không dám bạn. Amen. Ông Phúc là người hết sức là thông minh và ông hiểu trước được những gì tôi muốn nói với quý vị. Nếu mà có người nào ngập ngừng trước câu hỏi đó, không biết là nên trả lời như thế nào, không dám nhận mình là thầy tế lễ nhà vua, thì quý vị đó vẫn còn nghĩ rằng thầy tế lễ nhà vua là những người phải cử hành các nghi lễ cho một thánh. Mà các nghi lễ cho hội thánh thì quý vị đều biết rằng dành cho một sự lập. Trong khi hội thánh Báp-tít, cái người cử hành những nghi lễ ở trong nhà thờ được gọi là mục sư. Có những người làm mục sư quản nhiệm, có những người làm mục sư âm nhạc, có những người làm mục sư cơ đốc giáo dục, có những người làm mục sư thăm viếng chăm sóc chứng đạo. Họ gọi những người đó là những người mục sư ở trong một số những hội thánh Baptist. Và đây là những người có những cái trách nhiệm tương đối giống như là các thầy tế lễ thời cựu ước. Họ đảm trách một số chức vụ ở trong việc điều hành hội thánh trong cái sự thờ phượng. Và có thể rằng trong số quý vị, những ai biết chắc mình tin Chúa nhưng mà không nghĩ rằng mình là thầy tế lễ nhà vua, vì cho rằng thầy tế lễ nhà vua cũng phải cảm đảm các trách nhiệm ở trong hội thánh, cho nên rồi không có dám nhận cái chức vụ đó, không dám nhận chức vụ mục sư ở trong hội thánh. Nhưng mà sự thật không phải như thế. Sự thật là những người đã tin Chúa đều là những thầy tế lễ nhà vua, đều đã nhận được ân điển từ Đức Chúa Trời và có trách nhiệm phải rao truyền sự nhân đức của Chúa cho những người khác. Và đây là một điều rất là quan trọng, thưa quý bà chị em. Tại vì hầu như tất cả chúng ta đều có những người thân chưa biết tin Chúa, chưa tin Chúa. Con em của mình lúc còn nhỏ chắc cũng chưa biết nhiều về Chúa, và quý vị có trách nhiệm phải rao truyền về sự nhân từ của Chúa cho những người đó. Đương nhiên là sự cứu rỗi của mỗi một người là riêng biệt giữa người đó với Chúa. Không ai có thể bắt người khác phải tin Chúa giống như mình. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải rao truyền về sự nhân đức của Chúa cho họ, để họ có cơ hội biết đến Chúa và tin Ngài và thờ phượng Ngài làm cứu Chúa cho cuộc đời của họ. Thế nào? Cũng có những lúc riêng quý vị cũng có những nhu cầu cá nhân và cần cầu nguyện với Chúa. Nhưng lúc đó không đâu quý vị viết trong cuốn sổ tay thì chờ đến lúc gặp ông mục sư ở trong hội thánh, ông thầy ta lấy thật sự rồi nhờ ông cầu nguyện cho mình.
quý vị là những thầy tay lễ nhà vua, quý vị có thể quỳ gối xuống chắp tay và cầu nguyện với Chúa ngay lúc đó, và Chúa sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của quý vị. Không những quý vị có thể cầu thay cho người khác, quý vị cũng có thể cầu nguyện cho chính cá nhân của quý vị. Quý vị có thể trực tiếp cầu nguyện với Chúa, chứ không phải chờ một sự cầu nguyện dùm. Vì quý vị là thầy tế lễ nhà vua, có thể đến gần với Chúa và Ngài sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của tất cả quý vị và anh chị em. Như vậy, một lần nữa, tất cả quý vị và anh chị em đều nghĩ rằng mình là thầy tế lễ nhà vua, phải không? Bây giờ thì có ai còn muốn từ chối nữa hay không? Tạ ơn Chúa. Trước khi tâm chung nhất, tôi muốn nhắc nhở một điều để tất cả chúng ta cùng thân sống. Đó là rất có thể có một lúc nào đó, Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi một vài thầy tế lễ nhà vua làm thầy tế lễ cho mọi thầy. Tức là làm một sư này, một sư khác. Cho nên quý vị thành trọng, khi Đức Chúa Trời kêu gọi ai, người đó không có cách nào thối thoát được, mà chỉ có việc tin cậy vâng lời mà thôi. Và đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Đối với những thầy tế lễ chung, nhà vua trung tín, thì phần thưởng của chúng ta là được nghe lời Chúa phán rằng hỡi đầy tớ ngay lần trung tín kia, được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Nguyện tất cả quý ông bà chị em đều được nghe Chúa phán điều đó với mình. Amen. Kính mời quý vị đứng lên cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi chúng con. Chúa đã lập chúng con từ trước khi sáng thế để cho chúng con được cứu rỗi khỏi vòng tội lỗi mà chúng con sinh ra thế gian mà chúng con sống, để chúng con trở nên con dân của Ngài, để chúng con được biệt riêng ra thánh, để chúng con được gom vào hội thánh của Chúa. Và Chúa đã đặt chúng con làm những thầy tế lễ nhà vua, là thầy tế lễ của Chúa, là thầy tế lễ hoàng gia, để chúng con có được cơ hội đến gần với Chúa, để chúng con có được sự mạnh mẽ, mạnh dạn để mà cầu nguyện với Ngài, dâng lên cho Chúa những ưu tư ở trong lòng của chúng con, dâng lên cho Chúa những ưu tư trong lòng của những người thân cận với chúng con, và những người chúng con biết, những người chúng con cầu thay cho. Chúng con tạ ơn Chúa về ơn lần này, để Chúa xin Chúa thêm sức cho tất cả mọi anh chị em chúng con, nhắc nhở mọi anh chị em chúng con rằng chúng con luôn luôn phải giữ đúng trách nhiệm mà Chúa đã giao phó, để cho tất cả chúng con chuyên cần học hỏi lời của Ngài, để chúng con có đầy giấy lời của Chúa, để mỗi một khi chúng con gặp dịp tiệc, chúng con đều có thể chia sẻ về sự nhân đức của Chúa cho tất cả mọi người chung quanh của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và trong lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.